sức mạnh của gương mẫu. Con đồ to, sao con làm việc gì cũng không thể toàn tâm toàn ý được thế? Chẳng lẽ trong cùng một thời gian chỉ được làm một việc thôi sao ạ? Đương nhiên rồi, nếu không thì sao lại có câu toàn tâm toàn ý? Nhưng con thấy đây là con đang bồi dưỡng khả năng cho mình làm được nhiều việc cùng một lúc. Hai mẹ con có chuyện gì thế? Sao lại cãi nhau vậy? Anh về đúng lúc lắm, mau xem con đồ to đi. Bảo con làm bài tập thì lúc ăn vặt, lúc chơi đồ chơi, lúc lại xem tivi. Hơn nửa ngày trời chả viết được mấy chữ. Con đồ to, mỗi người chúng ta khi làm việc gì cũng phải chuyên tâm, không được đang việc nọ lại quay sang việc kia như thế. Nhưng mẹ tập về cũng thế mà. Mẹ tập về, đến lượt mẹ rồi. Mẹ không thể làm như thế, không đúng luật chơi. Mẹ tập về, rốt cuộc mẹ có chơi với con nữa không? Chơi chơi. Nào, đi tiếp. Alo, mẹ kẹo bông à? Tôi đang chơi cờ với con đồ to. Không sao, chị cứ nói đi. Mẹ tạp về lúc chơi với con cũng phân tâm như thế. Thằng bé này, mẹ... Hóa ra là mẹ tạp về chưa làm gương tốt. Thế này đi, để bố đồ nhỏ hướng dẫn con làm bài tập cho con biết thế nào là toàn tâm toàn ý. Con đồ to, sao thế? Mai làm sao? Bây giờ con muốn xem tivi. Việc hôm nay phải hoàn thành luôn, cớ gì kéo sang ngày mai? Nhưng tại sao bố đồ nhỏ việc gì cũng có thể để sang hôm sau làm ạ? Bố đồ nhỏ, anh mau sửa bóng đèn nhà bếp đi. Ừ, mai sửa. Bố đồ nhỏ sắp hết pin rồi. Giờ anh đi sạc đi. Mai anh đi. Quần áo sắp giặt xong rồi, tí anh đi phơi giúp em nha. Mai phơi. Mai, lúc nào cũng mai. Quần áo để mai phơi thì mặc được không? Vậy, làm mau. Chính bản thân bố mẹ đều như vậy, nên cũng không thể yêu cầu con được, đúng không? Xem ra chúng ta cũng không ít tật xấu. Phải đấy, làm sao bây giờ? Anh có cách rồi. Con đồ to, bố mẹ đã suy nghĩ rồi. Con nói đúng, cho nên bây giờ sẽ giao cho con làm giám sát viên gia đình, giúp bố mẹ sửa tật xấu được không? Thật không ạ? Đương nhiên. Có thể quản người lớn rồi. Giám sát viên con đồ to, bắt đầu làm việc đây. Mẹ tập về. Alo, mẹ Tiểu Minh à? Chị nói đi. Mẹ tập về, mẹ tập về. Mẹ tập về, với tư cách là giám sát viên gia đình, con phê bình mẹ. Phê bình mẹ? Tại sao? Mẹ đang nấu canh trên bếp mà lại phân tâm làm việc nọ việc kia. Chẳng may mẹ quên khuấy đi, cháy khét lên thì nguy hiểm lắm đấy, mẹ biết không hả? Con đồ to nói đúng, mẹ sẽ sửa luôn. Cảm ơn giám sát viên đầu to, từ sau mẹ sẽ chuyên tâm hơn. Bố đồ nhỏ, tivi nhà mình hỏng rồi, bố mau sửa đi. Ngày mai đi, giờ bố phải đọc báo. Bố đồ nhỏ, bố khoan hãy đọc báo, sửa nhanh kẻo hết mặt hình bây giờ. Để mai đi, giờ bố đang nghe nhạc. Việc gì cũng kéo sang ngày mai. Thế hôm nay làm thế nào? Hôm nay bố muốn ngủ đã. Bố đồ nhỏ, với tư cách là giám sát viên gia đình, con lệnh cho bố hôm nay bắt buộc phải sửa tivi. Sao cứ phải là hôm nay? Việc gì cũng kéo dài đến mai mới làm. Mai kéo sang ngày kia lại sang ngày kia. Cứ như vậy thì trễ nải bao nhiêu việc, bố hiểu không? Con đồ to nhà ta nói hay lắm. Xem ra giám sát viên nhà ta đã thực sự trưởng thành hiểu chuyện rồi. Thế anh còn không mau đi sửa đi. Đi sửa luôn đây, sửa luôn. Giám sát viên đồ to nhà ta cũng biết không chuyên tâm làm việc, kéo dài thời gian không làm là không tốt rồi. Vậy bản thân con thì sao? Bố đồ nhỏ, con biết mình sai rồi, bây giờ con sẽ sửa đổi ngay. Bố đồ nhỏ, hôm nay bố sửa tivi đi. Con đi làm bài tập đã, con không kéo dài sang ngày mai nữa. Thế mới là con ngoan của bố mẹ chứ.
Thả diều. Con đồ to, con đang làm gì vậy? Con đang thả diều. Bố mẹ cười gì? Con đồ to, thả diều mà không có khung xương thì không bay được đâu. Khung xương là gì ạ? Con đồ to, đây chính là khung xương của con diều. Thiếu nó thì diều sẽ không bay được. Hèn chi diều con làm không bay được. Bố mẹ mau dạy con làm diều đi. Cô giáo bảo ai làm diều tốt sẽ được thưởng phiếu bé ngoan. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Bố đồ nhỏ có thể làm xong trong 1 giờ. 1 giờ nhé, nghe chưa? Cứ chờ xem. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Con đồ to, mẹ tập về. Mau xuống đây thả diều đi. Tới liền. Bố đồ nhỏ, bố làm được rồi à? Trông có vẻ giống quả bóng. Bố đồ nhỏ, chúng ta mau đi thả diều đi. Con đồ to, mẹ tập về có thể giúp con làm ra con diều tuyệt nhất. Để nó tự bay đi. Con đồ to, mau lại đây. Chúng ta cùng làm diều. Đây là chiếc áo thun lần trước chúng ta in ảnh lên mà. Cái này có thể làm diều được không? Thử là biết ngay. Một, hai, ba. Con đồ to, chạy nhanh. Ngày mai con sẽ mang diều đến nhà trẻ. Diều của con chắc chắn là đỉnh nhất. Con đồ to, gió mạnh quá. Đừng nắm chặt dây. Diều của con mất rồi. Mai con mang gì đến nhà trẻ đây? Con đồ to đừng cuốn. Bố đồ nhỏ sẽ đi tìm lại diều cho con. Kẹo bông, cho chú mượn xe đạp của cháu nhé. Tiểu Minh, cho chú mượn ván trượt. Bố đồ nhỏ ơi, coi nè, mẹ tập về lại làm con diều mới cho con rồi.
Thế là công tôi. Dạ. Mẹ tập về ơi, con muốn có dây lưng siêu phàm. Con đồ to, dây lưng siêu phàm gì cơ? Dây lưng siêu phàm là một loại đồ chơi mới ra. Nó có thể phát tia laser và điều khiển từ xa nữa. Quăng chiếc dây lưng đó lên siêu ngầu luôn. Mẹ tập về ơi, mẹ xem, như thế này nè. Mẹ tập về, sắp đến sinh nhật con rồi. Mẹ mua cho con một chiếc dây lưng siêu phàm được không? Quà sinh nhật của con, mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con rồi. Đảm bảo con sẽ thích. Thật á, mẹ tập về, có phải là dây lưng siêu phàm không? Đến sinh nhật con sẽ biết. Cho con xem trước được không? Con đồ to, món quà này cho dù con tìm ra cũng không chơi được đâu. Con nhất định sẽ tìm ra món quà sinh nhật của mình. Không đúng, xem ra dây lưng siêu phàm không ở đây. Trong ngăn kéo. Chắc là trong ngăn kéo. Đây là dây lưng siêu phàm sao? Nhìn chả giống gì cả. Đây chắc là dây lưng siêu phàm mẫu mới nhất. Tuyệt quá đi. Bố về rồi đây. Con đồ to. Ây da, con đồ to. Đây là món quà sinh nhật bố và mẹ tập về chuẩn bị riêng cho con. Là băng video lúc con chào đời. Sao con lại nghịch rối tung lên như thế này? Thật hết cách với con. Sao lại làm ra nông nổi này? Đây là đoạn băng rất quý giá. Mẹ tập về chắc chắn sẽ giận. Phải nhanh chóng cuốn lại băng về như cũ. Con đồ to, con xem, quấn kín hết người rồi. Con đồ to của bố ơi, con xem làm thế nào với cái đống này đây. Đây là đoạn băng ghi lại lúc con chào đời đấy. Của con á, là con hồi nhỏ ư? Đúng thế, quý giá lắm đó. Con muốn xem, con muốn xem. Băng từ bị kéo ra như thế, quấn lại không biết có phát được không. Bố đồ nhỏ, xin bố hãy nghĩ cách đi. Mau mau, đừng để mẹ con phát hiện. Con đồ to, bố đồ nhỏ, hai người làm gì đấy? Mẹ về rồi, mau lên con đồ to. Bố ơi, cố lên, bố nhanh lên nữa đi. Mẹ tập về sắp phát hiện ra rồi. Xong ngay đây. Sao nhà cửa bừa bộn thế này? Hai người ngồi dưới sàn nhà làm gì vậy? Chuyện gì đây? Mẹ tập về, mẹ đừng giận. Tại con muốn xem quà sớm. Con tưởng là dây lưng siêu phàm. Mẹ thấy con là siêu phá phách thì có. Bố đồ nhỏ ơi, mẹ giận rồi. Chắc vẫn còn đường cứu chữa. Bố đồ nhỏ, để con giúp bố. Mẹ tập về. Mẹ tập về ơi, mẹ nghỉ ngơi một lát đi. Đứt hết rồi, còn phát được không? Mẹ tập về, bố đồ nhỏ đã sửa lại băng từ rồi. Dùng băng dính dán lại là được. Không tin mẹ xem. Cục cưng chào đời rồi, khỏe mạnh cứng cáp, có cái đầu to to. Chúng ta gọi con là đầu to đi. Ẵm đầu to lại đây nào. Nào, con đầu to, nhìn ống kính cười nha.
quá. Con rất thích món quà sinh nhật này. Khóa vân tay lắp ngược. Con đồ to, con dậy rồi à? Hôm nay cuối tuần, mẹ phải ra ngoài dạo phố. Con đồ to ở nhà ngoan, nghe lời bố nhé. Bố đồ nhỏ, em đi đây. Anh đừng có mày mò cái khóa vân tay này mãi nữa. Ở nhà trông con đồ to cẩn thận đó. Đồ to ơi! Không chơi nữa, bố toát mồ hôi ướt đầm cả người rồi. Lên lầu thay quần áo đã. Con với Tiểu Minh chơi tiếp đi nhé. Con đồ to. Bố đồ nhỏ, bố ở trong đấy à? Con đồ to, bố lắp ngược khóa vân tay rồi, không ra được nữa. Chỉ có mẹ tập về cứu được bố ra thôi. Tiểu Minh, cậu ở đây trông bố đồ nhỏ, tới đi gọi điện cho mẹ tập về. Mẹ tập về tắt máy rồi, không tìm được mẹ tập về. Có cách rồi, chúng ta tìm cái thang để bố đồ nhỏ trèo từ cửa sổ ra. Trèo ra khỏi cửa sổ á. Bố đồ nhỏ. Bố đồ nhỏ. Bố cẩn thận nha. Con đồ to, bố không xuống được đâu. Con ném mấy quyển sách lên đây giúp bố đi. Bố đọc giết thời gian. Bố đồ nhỏ, con chuẩn bị ném đây. Bố bắt nhé. Để tớ. Bố đồ nhỏ, con nghĩ ra cách rồi, bố chờ nha. Chúng ta phải cho bố đồ nhỏ một bất ngờ. Một, hai, ba. Bắn. Con đồ to, bố đồ nhỏ, mẹ về rồi đây. Cô tạch về. Hãy
Bố đồ nhỏ, anh mau lắp lại khóa vân tay đi. Không không, anh không lắp khóa vân tay nữa đâu.